quý vị và các bạn, vở tuồng Sơn Hậu có thể được xem là một trong những vở tuồng cổ kinh điển của Việt Nam. Hầu như tất cả những diễn viên trải qua sự nghiệp diễn xuất tuồng thì đều phải tìm hiểu về vở tuồng này. Và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vở tuồng Sơn Hậu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhà nghiên cứu sân khấu Vũ Ngọc Liễn. Xin chào nhà nghiên cứu sân khấu Vũ Ngọc Liễn. Trước hết thì chúng ta sẽ bàn đến tên gọi của cái vở tuồng này. Sơn Hậu có nghĩa là phía sau núi. Như vậy thì cái tên gọi này nó đóng một cái ý nghĩa như thế nào trong cái vở tuồng này ạ? Tôi nghe ngự xưa nói sở dĩ gọi là Sơn Hậu á, tức là xuất phát từ cái câu của cụ Trạng Trình, nói rằng là Huỳnh Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Trước khi chúa Nguyễn và Phương Nam thì có hỏi ý kiến của cụ Trạng Trình, tức là Nguyễn Bính Khiêm, thì có trả lời như vậy. Cho nên dựa vào cái đó mà thành ra cái từ Sơn Hậu. Nghe nói vậy chứ còn bây giờ không biết có đúng hay không, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, nhưng mà nghe chừng nó cũng có lý. Vâng, vậy thì ông có thể cho biết là vở tuồng này được ra đời từ khi nào không ạ? Căn cứ những cái tài liệu lịch sử và truyền thuyết ở đại thì vở này ra đời vào thời chúa Nguyễn, tức là cái chỗ hầu thơ mà Nam Bắc phân tranh ấy, thời kỳ mà chúa Trịnh với Nguyễn Hoàng ấy, thời kỳ này. Mà cụ Phạm Phú Triết có một bài giải thích về cái Sơn Hậu, và cụ cho cái Sơn Hậu, vở Sơn Hậu là một cái vở mà tức là cụ gọi là kịch lịch sử, tức là cụ khẳng định rằng cái trong cái Sơn Hậu nó có cái Tiểu Giang Sơn, tức là cái câu chuyện giống vua Lê Chúa Thịnh, cụ khẳng định như vậy. Vâng, thưa nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, là đối với những vở tuồng cổ thì thông thường là nó có chung một nội dung và nó thường hướng đến cái vấn đề là trung hiếu tiết nghĩa, chẳng hạn như là vở Hộ Sanh Đàn, Tam Nữ Đồ Vương. Vậy thì ông có thể khái quát về nội dung chính của cái vở tuồng Sơn Hậu này được không ạ? Tuy rằng là cái vở tuồng Sơn Hậu ra đời đã lâu, nhưng mà đến ngày nay á, nó vẫn còn mơ hồ cái chỗ là chưa biết tác giả nó là ai, nguồn gốc nó như thế nào. Có thuyết tôi nói vừa rồi ấy, tức là cũng là một cái giả thuyết nói như vậy, chứ còn đứng về mặt nghiên cứu, đứng về mặt căn cứ lịch sử thì nó mơ hồ. Về nội dung vở tuồng Sơn Hậu thì nó giống như nhau ở nhiều vở tuồng khác, bắt đầu từ cái chỗ cũng từ cái chủ đề vua băng lệnh tím, tức là vua Tề đã già rồi mà không có người kế hậu, thì mi cưới một người hầu, tức là một bà thứ phi, để mà sinh con kiếm con để mà có hoàng tử để mà kế vị ngôi vua. Do đó bắt đầu từ cái chuyện này mà sinh ra ganh tị trong cung đình, và cái phe mà ganh tị á, cái phe chủ yếu á, tức là cái phe của họ Tạ, thì từ hoàng hậu cho đến cái phe Tạ, cái phe Tạ là sinh ra ganh ghét và ganh tị với sứ phi, tức là con Phạm Lệnh Công, và bắt đầu từ đó mà dấy lên một cuộc tranh giành quyền lực ở trong cung đình, dẫn đến chém nhau và giết nhau. Vâng, vậy thì kết cấu của cái vở tuồng này cũng như là hệ thống hình tượng các nhân vật thì nó như thế nào? Về kết cấu vở tuồng Sơn Hậu thì nó hình thành hai phe. Một phe nịnh bày, nịnh mà tứ anh tứ em một vua có trời, tức là phe họ Tạ. Chỉ có một người duy nhất là trong cái xe đó là có bà Nguyễn Kiểu, là vợ vua nhưng mà đi khác, tức là tôn trọng nhà Tề, tôn trọng vua, chống lại các em. Đó là một cái đặc điểm. Đặc điểm thứ hai á, tức là cái xe trung á thì là rờ rạc, tức là chủ yếu vẫn là họ Phàn, tức là Phàn Định Công.
và có cái người con gái, tức là vợ vua, và sinh được hoàng tử. Chính vì cái bảo vệ cái đứa con đó, đừng mà còn cái đứa con, còn hoàng tử thì còn cả nhà thời, cho nên Phê Trung bảo vệ cái đứa con này chống lại Phê Thả, mà nên chuyện mà gây ra những chuyện này rắc rối từ đầu đến cuối. Vâng, thưa ông, đây là một vở tuồng về hình tượng những người anh hùng phong kiến với lý tưởng xả thân vì Chúa. Như vậy thông qua đây thì ông có thể cho khán giả được biết là đặc điểm của tuồng ở đề tài quân quốc là như thế nào được không ạ? Hầu như nó chiếm cái số đông ở trong kho tàng kịch bản. Hiện nay tức là cả gần 1.000 vở tuồng cổ Bộ Văn hóa Hậu Sân Nghệ Sĩ Sân Khấu đang có hội chương ghi lại y này hết. Thì tôi nghiệm rằng nó giống nhau từ 80% các cái vở cổ là đều là Trung quân Ái quốc, nhưng mà mỗi vở cái Trung quân Ái quốc mỗi khác nhau, lần lần nó khác nhau, cho đến Đào Tấn thì cái việc trong cái khái niệm Trung quân Ái quốc nó khác nhau, nhưng mà cái giai đoạn mà của Xuân Hậu thì là Trung quân Ái quốc nó gắn với nhau, nó gắn chặt với nhau, cho nên chủ yếu tức là cái Phê Trung có lúc thắng có lúc thua, thì cái Phê Định thì có lúc thắng có lúc thua, nhưng nó cứ va chạm vào nhau ở cái giai đoạn này, nó có giai đoạn này. Vâng, như vậy thì thưa ông, thông qua cái vở Tuồng Sơn Hậu này thì theo ông thì tác giả muốn nhắn nhủ gì đến với người xem? Có một cái đặc điểm mà ở đây cần phải nói mà không có cái vở nào có. Cái quan điểm bảo vệ cái hiếu nghĩa, trung hiếu triết nghĩa, nó bảo vệ đến, theo tôi là đến tận cùng. Nhất là cái tình bạn, cái tình chiến đấu, cái tình bạn chiến đấu, mà cái mà nó tồn tại đến bây giờ vẫn còn, người ta thấy cái tình bạn chiến đấu, cái chủ đề Trung quân nó rất một mặt, nó nằm một bên, nhưng mà chủ đề cái tình bạn chiến đấu thì nó giữ đến trọn vẹn, nhất là cái đâu Kim Lân và Linh Tá, cái tình bạn hai cái nhân vật này. Kim Lân với Linh Tá từ làm bạn bảo vệ cái hoàng tử qua Sơn Hậu Thành, mà Linh Tá phải chịu hy sinh, phải chịu chết, bị chém đầu đến 3 lần vẫn mọc đầu lại để mà đi cứu bạn, đưa Kim Lân phò để cho Kim Lân phò hoàng tử qua đến Sơn Hậu Thành. Ở trong đó có một cái câu mà họ tác giả viết như thế này: xưa có kẻ lo vì việc nước, bỗng nửa đêm mọc lại mặt trời. Tức là mình miễn là có một cái tấm lòng trung, có tấm lòng sáng, có tấm lòng tốt, thì có thể xây cả cái quả đất lại, nửa đêm có mặt trời cũng mọc được. Cái lãng mạn chủ nghĩa, cái tư tưởng nó đến trực đế, được phản ánh nó trực đế đến mức. Hay là sau này mà cái hậu kết hậu ba, tức là cái nơi khi Tạ Xuyên Lăng nó xuống, khi mà Tạ Ông Đình bị Phê Trung đánh bại, thì Tạ Ông Đình chạy qua cái vùng núi, cái nơi mà trước đây Linh Tạ Ông Đình chém Linh Tá, thì hồn Linh Tá hiện trở lại lấy đầu ông Đình. Xong này đó, Tạ Ông Đình là bị hồn Linh Tá chém, âm binh nó chạy, nó đứng nó chém, tức là cái chỗ này cái quả báo cái ơ ác thì bị ác, mà trước sau thì cũng bị nhân cái luật nhân quả, tôn trọng cái luật nhân quả, cho nên là cái nó đế lại cái theo tôi thì cái chỗ này tức là cái vô tuần sau nó đế cho người ta nhớ mãi. Vâng, đó chính là những cái phần cốt lõi của vở Tuồng Sơn Hậu để mà khán giả có thể ái mộ đến cho đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn đã dành thời gian để trò chuyện cùng với chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình đến với sân khấu truyền thống thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một trích đoạn tuồng được trích trong vở Tuồng Sơn Hậu. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
cho con đi. Có thành công không con? Dạ thưa mẹ, con đi. Dạ thành công lắm mẹ à. Ừ. Dạ dạ dạ. Cúi đầu làm lễ. Được đông thái hoàng nữ. Áo vàng đứng lên. Dạ dạ mời lớn bà già. Dùng trà. Yeah. Xin mời lão bà. Ờ Kim Long. Dạ. Âu chúa đâu? Con cho mẹ hầu thăm một chút nào. Dạ đây mẹ. Dạ thưa mẹ, mẹ hầu lĩnh bà thay con vào trong con nghỉ một lát rồi con ra ngay đó mẹ. Ừ. Thưa mẹ, nếu lát nữa có tiếng gõ cửa, xin mẹ cứ mở, đó là yên linh tá của con qua đó mẹ à. Thôi được, con vào trong nghỉ đi. Dạ, xin chào lĩnh bà. Đã chịu cực, chịu khổ, cảm thương người, chịu cực trăm bề. Nay lớn bà và Âu chúa về đây, xôi lòng mụ mới yên, tóc già. Dạ. Dạ mời lớn bà dùng trà. Dạ xin mời lão bà. Dạ. Đúng rồi, đúng là tiếng bà Thứ éo éo trong này chứ còn ai vô nữa. Đúng là bà Thứ bà tệ thiệt. Bà qua bên này bà ăn uống cho no say mà không ru ốc đi chứ. Dạ, dạ ốc mời đi à. Lớn ốc bà ăn cũng 5-7 tô dạ, cho ăn nữa dạ, nè. Dạ mời lão bà. Bây giờ làm sao vô đây à? Đúng rồi, ốc nhớ rồi. Lúc nãy Kim Lân có nói với mẹ rằng ai mà gõ cửa thì mẹ cứ mơ, đó là yên linh tá của con qua. Dạ, bây giờ giá dạ, làm linh tá lớn gõ bà cửa là bà mơ cả. Thôi đúng dạ, rồi. Dạ thưa mời lão bà. Dám lột vào, quyết chém lấy đầu mới là đáng tội.
Hơi 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 Tiên Kim Long lại tỉnh. Vậy chứ ai đó? Linh ta này. À, Linh ta. Vậy thì giữ giới xem nào. Nào. Em đây mà. Ủa, mà Yên Linh ta. Ui, ma mà núm Yên đi. Yên đã không tới thì thôi, Yên tới thì mời Yên vào. Việc gì Yên làm, ba hồn bảy vía em nó bay xa lơ xa lách vậy Yên? Nào, mời Yên vào. Vào sao được mà vào. Ủa, sao vậy Yên? Chuyện gì Yên lại giết thằng Ất? Ủa, tôi có giết thằng Ất bao giờ? Yên không giết, sao nó lại chết kìa? À, vậy chứ nào? Nào! 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 Đây là... Hơi nói vậy trời, nó nào giết lỗi ta đành chịu. Quả cơ nghiệp ta nào khó thoát tay. Ta thấy rồi Yên ơi. Ai tới Kim Long tôi kìa. Yên Kim Long. Dạ. Có lẽ Yên giết chết Ma Quang rồi Yên sợ lộ sự đó chi? Hư lộ sự hết rồi Yên. Không chán chế đâu Yên à. Em nghĩ rằng Yên à, không, đừng nản chí. Nếu mà nản chế chẳng á, Yên không á mà. Thứ em biết liệu làm sao đi Yên. Yên Kim Long. Dạ. Vô Yên hỏi nghe theo em. Tại Yên à, khó quá. Tổ thư cùng mau ra chốn Đông Quan lãnh trước Yên. Thư Yên ơi, nay Yên bảo em phò hoàng tử thư cung ra Đồng Quan ai. Thư quân ta tặc nó đuổi theo, thư em biết liệu làm sao đi Yên ơi. Quê mừng hay cho Yên tôi thì Yên biết lắm. Dạ. Yên sợ quân tả tặc nó đuổi theo em ơi. Nó đuổi theo em biết liệu làm sao đi Yên. Không chắc chế đâu Yên. Dễ dâu tả tặc là binh mã nó đuổi theo, thế em biết liệu làm sao đi Yên ơi. Có em đây. Thôi em đi đã đủ sức giải vào mặt tay em ngăn cản Yên. Thư Yên ơi, nước kia một gáo lửa nọ buồn xe, quân tả tặc nó đông binh đông tướng, còn Yên thì một người một ngựa, nó bắt nó giết Yên chết nè. Hay cho Yên Kim Long. Yên Kim Long. Dạ. Yên sợ quân tả tặc nó giết em đi chăng? Nó giết Yên chết mất đi. Không chăng đâu chi. Lại cho sức. Này dâu xô ngã là Yên chạy đã xa đường Yên. Nói vậy Yên chết nghe sao Yên. Ui, Yên Kim Long. Dạ. Chết sống đã làm sao đâu Yên. Lại cho em có chết đi thần miếu trung không cũng tạc để dường gương dẫu sống Yên. Dâu sống sát cũng theo cho kiếm mạng.
nên chi khiến tình con mẹ cách phân rồi mẹ ơi. Dạ dạ xin mẹ về chốn cũ nương thân rồi phương tay hiệp, ngày sau con sẽ liệu ngày chùa con dốc báo thảo thân trẻ khôn toàn. Dạ dạ đầu cuối lại quyên được về quê xưa lanh mặt ghê mẹ. Ô Kim Long này, dạ thôi mẹ đã dạy con hoài, hả lập nay là vô lập cơn sấm sét là con phải giữ tâm lòng son. Mẹ miễn con ngày cùng nước cùng non ấy là thao với cha với mẹ đó con mẹ. Mẹ đi về quê già chẳng nề, nhưng mà mẹ cậy con cho chúa trẻ cho tròn. Dạ nghĩa là nước khí là non, non nước ấy là biển nghĩa khí. Thôi con đi đó mẹ về. À quên, mẹ ơi nay mẹ về quê cũ nương thân, mà mẹ để sắc phục như thế này quân ta tập nó biết mẹ là mẹ của con, nó bắt nó giết mẹ đi mẹ ơi. Ồ hay cho Kim Long kìa, mẹ con phân rằng mẹ về quê để phục thanh này quân ta tâm, nó biết mẹ là mẹ của con, nó bắt nó giết mẹ. Nó giết mẹ mất đi mẹ ơi. Mẹ có để chi làm vậy đâu mà con sợ. Con coi mẹ đây này. Mẹ, mẹ bức, mẹ xé, mẹ bôn. Mẹ, mẹ quăng. Mẹ, đây con xem mẹ đã được chưa. Quần xài áo sể nó gọi lời mẹ.
xin bà dời chốn thác khá lên ngựa mau mau. Tôi đây từng nghe bà thiện dụng bao đâu, tôi dành để một đôi sống kiếm. Đường xa lướt dặm